Hello con nhá. Em bán nồi cơm 100k. Cái này là cái nồi em xem của hãng gì này. Nồi dung tích nửa lít các bác nhá. Sanier. Nồi Sanier dung tích nửa lít. 0,5 lít. Mâm nhiệt. Đây này các bác này, không phải cao tần nhá. Hàng Nhật bãi điện 100V, ruột còn khá đẹp. Em thanh lý 100k luôn. Đây, đã test đang chạy này các bác này. Đấy, đang chạy. Con này thì cái lò xo mở nắp này có vẻ nó chắc là nó bị yếu rồi. Đấy, mình mở nó không lên được, lấy tay nâng nó lên, nó mới lên nha các bác nhá. Đây này. Lấy tay nâng nó mới lên. Đấy. Bác nào nhà ít người hoặc mua về kho cá thì tùy các bác nhé. Cái lẫy lò xo kia thì về các bác tự xử lý, còn nếu mà không xử lý được thì chịu khó để như này thôi, nâng tay thôi. Để em test nó nóng chưa này. À nóng rồi các bạn. Nóng rồi, em sờ xong đã nóng rồi. Nửa lít 100k. Chưa có ship các bác nhá. Ship thì 3, 4, 50 tùy xa gần nhá. Cái đấy thì em nhập đơn này em mới biết được. Đóng thùng xốp ship cho các bác. Bác nào lấy thì chuyển khoản hoặc là nạp tiền điện thoại nhá. Có 100k thôi. Còn ship thì các bác tự trả. Đấy. Chứ còn em không ship code nhá. Ship code đến thì lắm bác lại không nhận nữa thì quá tội em luôn. Nồi 100 mà nhiều khi ship đi xa mất độ 40-50 nữa thì đúng là hết nửa tiền cái nồi rồi. Ship đi ship về là hết đúng một cái nồi luôn. Bác nào đây lành lặn không bể vỡ gì hết nhá. Test nóng xoong rồi. Nó chỉ bị cái nắp này nó, lò xo nó yếu hay sao ấy. Thì về các bác tự xử. Không xử được thì để vậy dùng cũng không sao. 100. Đây, cái dây nguồn hơi xoắn này. Bác nào thay dây thì thay, mà để vậy dùng thì để nhá. Đó. Ok các bác.